Khổ tận Cam Lai, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, đổi vận phát tài, là một hướng 10, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Kính chúc quý chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý chị tuổi Canh Tuất được trời ấn định số mệnh phú quý, làm ăn trúng lớn, có thể lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về, không những trả sạch được nợ nần mà còn có thể phát lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng ngước mắt trầm trồ ngưỡng mộ, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy cụ thể vận trình của quý anh chị tuổi Canh Tuất diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất cầm tinh con chó. Trong 12 con giáp, chó là biểu tượng của sự trung thành, cương trực và mạnh mẽ. Những người sinh năm 1970 sẽ mang trong mình nét tính cách của con giáp đại diện và ngũ hành của tuổi. Tuổi Canh Tuất hay còn gọi là tự quan chi cầu, tức là chó nhà chùa, mệnh kim, thoa xuyến kim, nghĩa là vàng trang sức. Thoa xuyến kim, bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy họ toát ra một khí chất cao quý, sang trọng, vì tuổi Canh Tuất 1970, mệnh thoa xuyến kim, ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh, cách tư duy hành động của người tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Thoa xuyến kim là vật quý, cho nên tuổi Canh Tuất thích sự nâng niu, tôn trọng, bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Lối hành xử thô bì đối với họ, chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này, họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Canh Tuất có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý, nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế, nên tuổi Canh Tuất, mệnh thoa xuyến kim, giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Người tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật, họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai, họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Canh Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn, có lẽ đối với họ, không có gì quan trọng bằng danh dự và phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra, tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm, chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Lòng trung thành của tuổi Tuất được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp, họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình. Vì bất cứ điều gì, tuổi Canh Tuất cố gắng làm việc với cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, tiền tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Canh Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Canh Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe.
Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường, vượt qua khó khăn, thì sớm muộn, tuổi Canh Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Sau đây, chúng ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Tuất đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này, dù làm việc lớn hay nhỏ đều được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Canh Tuất đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Canh Tuất, công việc kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, tháng này cũng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 10 năm 2023 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về phương diện sức khỏe của Canh Tuất nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật, dù vậy tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo sự xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý di chuyển hay làm việc nặng để tránh rủi ro không đáng có. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Canh Tuất thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho thấy phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất được dự báo là có nhiều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của Canh Tuất, mang đến sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp, quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được hứng khởi trong công việc và sẵn sàng đối diện thử thách đặt ra. Ở thời điểm này, Canh Tuất có tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cân nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp cho con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung tháng này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2023, Canh Tuất âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu, tháng mới mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Canh Tuất, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ dàng sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Cát khí khởi vượng, còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Canh Tuất nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng.
Tháng này người tuổi Canh Tuất cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác, chỉ cần bạn luôn cẩn trọng trong từng quyết định nào đó và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về bạn. Theo phi tinh tháng, sao Bát Bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn làm việc, làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn phải chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được sống gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 10 năm 2023 âm lịch, nhân duyên của tuổi Canh Tuất khởi vượng, vận đào hoa thăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít khi mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của Canh Tuất trong tháng này nhìn chung là bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Canh Tuất, ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh. Chăm sóc sức khỏe, dù bận rộn tới đâu bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này, có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần mới của con giáp tuổi Canh Tuất sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khóa học mà bạn hứng thú hay thậm chí là du lịch đến một nơi mà bạn ao ước. Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần này, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm, vì vậy hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé. Thương quan xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang và không giấu được cảm giác thất vọng. Việc này còn kéo dài cho đến cuối tuần thì bạn mới có thể thay đổi tình hình. Bạn nên nhớ rằng việc gì cũng chỉ có tính chất tạm thời, dù là khó khăn bạn đang đối mặt đi chăng nữa. Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tuần này cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này, bạn cần tập trung loại bỏ có yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, 09, 16, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới sẽ thúc đẩy bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm những người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt, hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía. Nhờ thiên đức ghé thăm mà cơ hội tuổi Canh Tuất phát tài, phát lộc xuất hiện, đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì ngay lập tức biến cơ hội của mình thành tiền. Trong khi đó, một số người chỉ biết tập trung vào tiêu cực thì chỉ thấy sợ hãi. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh Canh Tuất không phải mất nhiều công sức để giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm, toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Về tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn, người làm công ăn lương vẫn có mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng nhưng không đáng kể, có thể tìm thấy nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thong dong làm không đi đâu mà vội, càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, cần giữ tiền cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, dậu.
Sửu. Màu sắc may mắn: vàng, xám. Con số phát tài: 19, 54, 06. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Canh Tuất khởi sắc hơn hẳn, công việc tiến triển suôn sẻ, ký kết hợp đồng giao kèo hợp tác thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận, tinh thần làm việc của bản mệnh lúc nào cũng hăng hái, nhiệt tình. Điều đó lý giải tại sao bạn lại được tập thể ưu ái, cấp trên trọng dụng đến vậy. Đầu tuần, có không ít việc phát sinh bất ngờ, bản mệnh cần lên kế hoạch chu đáo, tránh tình trạng dồn việc, ảnh hưởng toàn cục diện phát triển sự nghiệp, nhất là những ai đang giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo, lại càng cần phải hoạch định kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ. Sai một ly, đi một dặm, người đi đầu mà dẫn nhầm đường, thì cả tập thể sẽ bị lạc mất phương hướng. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức khá, có thu, có chi, tình hình tài chính bình ổn. Tuy nhiên, cuối tuần có rất nhiều bản mệnh sẽ phải chi tiêu nhiều tiền hơn vì có thể phát sinh bất ngờ như đi khám bệnh, đi ăn cưới, ma chay, đóng tiền học phí khóa học cho con cái. Lưu ý trong tuần, sức ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh rất lớn, nhất là về phương diện sức khỏe. Dù công việc bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần chú ý dưỡng sinh, tập thể dục đều đặn để duy trì thể trạng tốt. Bên cạnh đó, Canh Tuất hãy thiết lập cho mình chế độ dinh dưỡng, thường xuyên ăn uống hàng quán bên ngoài vỉa hè, vừa không đảm bảo, lại tốn kém, hãy dành thời gian để nấu nướng ở nhà, tốt cho sức khỏe lại vô cùng an tâm. Cẩm nang vượng vận: quý nhân Ngọ, Dần, tiểu nhân Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số phát tài: 38, 85, 72. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Người tuổi Canh Tuất đón thêm một tuần vận khí hanh thông, nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Tuần này, cát vận nhiều, hung vận ít, chuyện vui nhiều hơn nỗi buồn phiền, nhưng cái chính bản mệnh luôn lạc quan vui sống. Mọi thứ xung quanh diễn ra chỉ làm nền cho chính bạn mà thôi, hãy cứ tự tin làm điều mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc xung quanh mình. Công việc thuận lợi, sự nghiệp tốt, hứa hẹn những bước tiến dài, nhìn bề ngoài bản mệnh có vẻ vô tâm, vô tư như thế thôi, nhưng thực chất khá là tham vọng. Tham vọng càng lớn thì áp lực càng tăng, phải đánh đổi mồ hôi, công sức mới mong có ngày thành công. Đó cũng là chuyện thường tình, nhưng đừng vì thế mà tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vận trình tình cảm thăng hoa phơi phới nhờ bách việt đào hoa tinh chiếu rọi. Người độc thân may mắn tìm được đối tượng ưng ý, tình yêu phát triển nhanh chóng, thậm chí có người còn gặp tình yêu sét đánh vô cùng mãnh liệt. Trong tuần gia đạo an yên, vợ chồng hòa hợp, mối quan hệ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà không còn căng thẳng như trước, vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con, nay được thiên hỷ mang tới tin vui. Tuần này, mệnh chủ cần chú ý nhiều tới phương diện sức khỏe, vận động, luyện tập thể thao là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn đừng quên điều đó, dù bận rộn tới đâu cũng nên dành 30 phút trong ngày để tập thể dục. Ngoài ra, hãy chú tâm hơn tới việc ăn uống, nghỉ ngơi, tuổi càng cao, cơ thể càng lão hóa nhanh, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sinh, giúp cơ thể trong trạng thái thoải mái, vui vẻ hơn. Cẩm nang vượng vận: quý nhân Tuất, Mão, tiểu nhân Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số phát tài: 66, 60, 30. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sai lầm của hầu hết những người tự cho mình là thông minh, đó là theo đuổi một cuộc sống không hoàn hảo. Họ không hiểu rằng, đó là cái bẫy họ tự tạo ra, khiến cho họ luôn cảm thấy thất vọng về chính con người của mình. Câu chuyện cuộc sống không hoàn hảo. Ngày xưa có một cô bé nhỏ, luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống hoàn hảo. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô một ao ước, thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng, con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ở đó có hàng trăm triệu hàng đá nhỏ, ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt được một hòn đá lớn nhất mà con tìm thấy. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không có quyền quay lại, vậy hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình. Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất cho cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình, chắc hẳn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều, nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua. Rồi cô cũng đi đến gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô không đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to, thế là cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường. Cuộc sống cũng y như vậy, chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo,
Một chiếc xe hoàn hảo và không bao giờ nhận ra rằng ta đang bỏ phí biết bao nhiêu thời gian và cơ hội. Cuộc sống không có sự hoàn hảo và dù bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm tốt hơn thêm nữa. Điều này mang tới cơ hội tốt cho cuộc sống không ngừng tiến bộ, đạt được những thay đổi vượt bậc mà loài người chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, sự học hỏi chưa bao giờ có giới hạn, chỉ là bạn tự giới hạn bản thân trong những kiến thức nhỏ hẹp mà thôi. Nên nhớ rằng, trên mọi nẻo đường của cuộc sống này đều ẩn chứa những bài học rất hữu ích. Nếu chúng ta còn hiện hữu, thì chúng ta sẽ phải học hỏi liên tục. Đừng ngại điều gì mình chưa biết, chưa hiểu, phải trải qua quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành. Thất bại cũng góp phần quan trọng trong quá trình đó. Thất bại cũng là một yếu tố quyết định sự trưởng thành của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được, thì một bài học sẽ tiếp tục đến với bạn ở nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, cho đến khi bạn thấu hiểu được. Khi bạn đã thấu hiểu, bạn sẽ được tiếp tục chuyển sang bài học mới. Vậy đấy, cuộc sống này không hoàn hảo, thế nhưng những người tự cho mình thông minh, hiểu biết hơn người lại chẳng thể nhận ra điều này. Đó là lý do nhiều người đã bị trầm cảm, điên, thậm chí tự tử chỉ vì thất bại nào đó của bản thân không thể bước qua. Những người cầu toàn, người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra những tiêu chuẩn tuyệt đối với mọi việc. Sự nghiêm khắc với bản thân có thể khiến họ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng nếu đi đến cực đoan, nó có thể âm thầm phá hủy cuộc đời bạn. Đã đến lúc bạn phải xem điều này là tất nhiên để luôn có một thái độ cầu tiến, khiêm nhường hơn, biết mình không hoàn hảo nên ta tìm cách bù đắp những thiếu sót, cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn. Xem thêm câu chuyện về cuộc sống để tự giác ngộ. Càng hiểu sớm, cuộc đời càng dễ thở. Sự thực thì chủ nghĩa hoàn hảo bắt đầu tư vấn đề về cái tôi. Họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi vì họ được lập trình trong tư duy luôn gánh trên vai những gì mà người khác sẽ nghĩ về mình. Họ lo lắng bị người khác đánh giá tiêu cực nếu có một việc không đi theo chuẩn. Nếu bạn còn tự hào vì mình thích sự hoàn hảo thì cũng không có gì sai. Chỉ cần cố gắng hướng đi của bạn hoàn hảo nhất có thể, chứ không nên ép bản thân phải thật hoàn hảo vì điều này không có thực. Cuộc sống này có những điều ta nên chấp nhận thay vì chống đối. Khi ta biết chính mình cũng đầy những khiếm khuyết, ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác hơn, vì ta cũng như họ, cũng đang đi trên hành trình hoàn thiện bản thân mà thôi. Thay vì chỉ trích, chúng ta giúp nhau cùng hoàn thiện. Đừng nghĩ rằng ta cười chê sự sai lầm của ai đó là thể hiện rằng ta hiểu biết hơn, ta xuất sắc hơn ai đó. Điều này chỉ phản ánh rằng bạn càng thiếu sót mà thôi. Lời dạy của Đại sư Phong Thủy. Từ bi chính là phong thủy tốt nhất, thừa nhận sự thiếu sót, mang lại cho ta sức mạnh. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới sợ rằng bản thân mình sai sót. Những người có sức mạnh từ bên trong hiểu rằng ta luôn có những thiếu sót và đang tìm cách sửa chữa thì đâu có điều gì đáng sợ. Vì thế, dù ai có nói ra hay chỉ trích vì điều đó, đơn giản là họ chẳng hiểu ta mà thôi. Chỉ khi biết thừa nhận thiếu sót, ta cũng nhận ra rằng mình sẽ chẳng làm gì to tát cả, vì không thể luôn đúng nên phải kết hợp sức mạnh của nhiều người mới mong có được thành công. Dù bạn xuất sắc nhất thì cũng không bằng sức mạnh của nhiều người cộng lại. Vì thế, điều quan trọng là biết cách hợp tác, hợp ưu để có thể bổ sung khuyết điểm của nhau. Đó mới là quyết định khôn ngoan nhất đời. Có những người thường tự cho mình là nhất, là hoàn hảo, sẽ thường bị ám ảnh lâu dài bởi những sự thất bại hay sai lầm. Điều này khiến cho họ trở nên thiếu quyết đoán và thường xuyên gặp nhiều thất bại. Những người này cũng thường kém năng động và ít động lực, bởi vì họ thường xuyên cảm thấy tội lỗi và đi cùng đó là sự xấu hổ, không tin vào bản thân. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.